Bộ phim Hương Cảng Kỳ Binh phần 3. A Giang, cứu bạn. Bà đóng cửa lại, bà đóng cửa lại. Cái cậu làm gì vậy? Tôi thấy các cậu nên đi tự thú. Chúng ta là quân nhân phục viên, từng làm được công lao, không nên làm những chuyện vi phạm kỷ cương quốc gia như vậy. Mau đi đi. Mau mở cửa ra. A Giang, tính mạng của chúng tôi nằm trong tay anh. Phải đó. Mau mở cửa ra, có nghe thấy không? Mở cửa ra, nhanh lên. Hai anh, vào trong đó lục soát cho tôi. Dạ. Có ai vào đây không? Không có ai hết. Tôi đang tự học hát. Những âm thanh quá đỗi quen thuộc đã cùng tôi vượt qua mưa gió thuở niên thiếu, xưa nay không cần phải nhớ tới. Bọn họ ở đây, vĩnh viễn không thể nào quên. Động đậy là tôi bắn đó. Đứng im đi. Bạn kim điểm. Lý Trường Giang, anh hỗ trợ người khác cướp có vũ trang, chứng cứ rành rành. Đơn kháng cáo của anh đã bị từ chối. Trong thời gian tạm giam, anh có thái độ không tốt, quấy rối trị an, không chịu nhận tội, chết không hối cải. Chính sách của đảng là thật thà được khoan hồng, chống lại bị trị nghiêm. Bây giờ phán anh tội chết, lập tức chấp hành. Lôi ra ngoài. Đi, đi mau. Mau lên. Lui về sau. Tránh ra. A Giang, A Giang. Ba ạ, A Giang. Ba ạ, con trai tôi bị oan. Tôi là cán bộ lão thành kháng Nhật, giành lại đất nước này cũng có công lao cực khổ của tôi. Các anh không thể khiến tôi tuyệt hậu. Quỳ xuống. A Giang, ba, A Giang, con trai à, ba. Mau, vào đi. Trường Cục Công an tỉnh Quảng Đông. Mỗi phát đạn được 1 đồng tiền, thông thường là 6 phát, có khi phải bù thêm 1 phát. Thu 6 đồng trước đã, nếu có bù thêm thì tính sau, biết chưa? Biết rồi. Anh Giang, em có lỗi với anh. Em đã làm liên lụy tới anh. Xin anh tha thứ cho em. Anh Giang, hẹn kiếp sau gặp lại. Tôi bị oan mà. Lôi đi Lý Trường Giang, Trường Xuân Hà. A Giang, mau chạy đi con. Quỳ xuống. Cơm ở đây dở quá, y với cơm heo vậy. Chỉ cần tới Hồng Kông là được ăn ngon rồi. Tới lúc đó sẽ được ăn ngon uống say. Sẽ có mấy cô em phục vụ cho cậu mềm người. Phải đó. Ăn đi. Ăn phần này luôn đi, chưa no phải không? Đây là thuốc chữa thương tổ truyền của nhà tôi, xài tốt lắm đó. Cảm ơn cô. Đắng quá, có đắng không? Không đắng, không đắng. ngon lắm. Dừng xe. Anh kiểm tra bên đó, nhanh lên. Lấy mấy thùng hàng xuống lục soát. Dạ. Trạm trưởng Hà, quá ra hôm nay anh Trực à? Đều quen biết nhau cả rồi, không cần kiểm tra nữa. Tôi có mang cho anh một cây thuốc lá Mỹ. Anh để mặt tôi chút đi. Anh tưởng tôi thích đi kiểm tra hả? Bên trên vừa có công văn khẩn. Trạm trưởng Hà, giúp tôi đi. Đã một tuần rồi không kiểm tra. Xe bạn có buôn lậu hay không? Mọi người kiểm tra kỹ vào, không được làm biếng. Trạm trưởng Hà, anh cứ thuốc trước đi đã. Hút điếu thuốc cho tỉnh táo. Nào nào, chúng ta qua kia nói chuyện. Đi. Trạm trưởng Hà, một lần nữa thôi. Không được. Mấy thùng hàng ra. Mưa rồi, mưa to quá. Anh Hai, kiểm tra xong chưa? Có thấy trời mưa to không? Kiểm tra nhanh lên, hàng của tôi ướt hết rồi. Chất cái này lên đã. Tới tiếp một niềm vui tối nay rồi kìa. Còn không bao vào trong. Trời mưa to như vậy kiểm tra cái gì? Cứ giao ca là xong. Trạm trưởng Hà, tôi có mang thuốc lá cho anh nè. Anh nhìn đi, hàng Mỹ đó, hiệu Camel, mà anh thích hút nhất. Anh ngốc quá, không biết mánh khóe gì hết. Đúng vậy, tôi ngốc quá. Đồng hồ này tôi mới mua đó, mẫu mã mới nhất. Còn cái nhẫn này là nhẫn cưới. Tôi hiểu rồi, để tôi mang cho anh. Hợp lắm. Rất vừa. Đẹp đó. Cô là người ở đâu? Hợp tác xã Tam Thủy. Sao cô lại tới đây? Ở quê tôi nghèo lắm, ngày nào cũng mặc khoai lang. Vậy thì thả bơm tối ngày nhỉ? Đây là số điện thoại của chú họ tôi. Cô từng cứu tôi phải mời cô ăn cơm. Làm sao liên lạc với cô? Tôi thấy không tiện lắm. Tôi tới đây là để lấy chồng. Lấy chồng chuyện tốt. Kết hôn à? Chúc mừng cô. Chồng cô tìm cô kìa. Cha tôi nhận tiền của người ta, ép tôi phải lấy họ. Nói gì nói lắm vậy, đi thôi. Anh đưa tay ra đây. Đi thôi. Hai anh em nhà kia có người tới đón kìa. Tới đón chúng tôi. Đi thôi. Lên xe đi. Đến đón bọn tôi hả? Tốt quá rồi. Tôi là Kê Tâm, nó là em trai tôi. Thằng khốn, dám lừa tao, khốn kiếp. Có chuyện gì vậy? Tiểu quan Tây, thằng nhóc này dám lừa tôi. Đưa tôi số điện thoại, tôi gọi cho họ. Họ nói không quen biết nó. Đó là số điện thoại của chú họ tôi thật mà. Mấy anh có gọi nhầm không? Ta đã gọi 7-8 lần rồi thằng khốn. Alo. Alo. Chú họ hả? Con là Giang đây. Trường Giang. Không phải ba con đã viết thư báo với chú là con sẽ tới sao? Đừng gọi điện cho chú nữa. Con định trách chú đoạn tuyệt tình thân. Còn gọi nữa chú sẽ báo cảnh sát đó. Khoan đã, chú họ. 3.000 đồng đó thiếu để tôi trả cho. Thằng nhóc, số hên đó. Đi thôi. Cảm ơn anh. Tôi là Trường Giang. Mày cũng đánh nắm ra trò đó. Cửu Lục Lục, đưa nó tới công trường làm việc, rồi từ từ trừ tiền sau. Ngày mai đi làm nha. Cảm ơn. Làm gì có người như vậy chứ, còn bắn tôi là đồ khốn. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, bị người ta bán đi làm gái rồi. Chuyện này tôi nghe nhiều rồi. Không đâu, có thể cô ấy chuyển nhà rồi. Tôi nói cô ta đi làm gái rồi. Có thể cô ấy mượn số điện thoại của chủ nhà, vì cãi nhau với người ta nên người ta mới làm vậy. Làm gái thì nói làm gái, sao phải tự gạt mình như vậy? Sao anh cứ nói cô ấy làm gái vậy? Sao anh sống chết không chịu nhận cô ấy đi làm gái? Anh muốn cô ấy đi làm gái lắm hả? Cãi nhau gì vậy? Thiệt tình. Hai đứa đó đi chơi gái còn la lớn. Thằng đó đã đem bán người mày yêu cho tên đi xe cổ bên kia rồi. Mỗi ngày tiếp 20 khách. 2.000 đầu coi như trả nợ. Sau đó mỗi khách được trích 50 đồng. Anh Lương. Anh Lương, giờ anh cứu cô ấy ra. Tao làm gì có bản lĩnh như vậy. Hắn ghê gớm lắm. Hắn ta là một mãnh tướng trong Hồ Nam Bang. Tới đây chưa đầy 5 năm. Hắn mà mở miệng, Lão Gia Sa sẽ bị dọa cho phát run. Hắn đang cần người, mày đi theo hắn là tốt nhất. Hắn cần người làm gì? Dù sao cũng là hành động lớn. Không bao lâu nữa mày sẽ phát tài, ăn ngon mặc đẹp. Tin tao đi, kẻ nào tin sẽ được cứu. Tôi không làm mấy chuyện này đâu. Tùy mày thôi, coi như tao nhiều chuyện. Thất điều, hỏng rồi. Đánh nhầm rồi. Sao vậy được chứ? Tôi lộn. Đuổi hay lắm. Uống nhầm thuốc hay sao vậy? Cười gì cười dữ vậy? Đưa địa chỉ Lão Gia Sa cho hắn. Chú em, đừng nói với người ta là tôi cho cậu biết đấy. Tôi biết rồi. Sao nói nhiều quá vậy? Nhanh lên. Đại ca, điện thoại. Alo. Ông chủ, gọi đào nha. Nào, đi theo tôi. Ở chỗ chúng tôi đào nào cũng có. Đảm bảo anh sẽ hài lòng. Đừng ôn nữa. Dậy đi. Đừng đập ương thay ra đó. Dậy hết đi. Dậy đi. Không làm gì hả? Khách tới rồi còn đập ương ra đó. Y như heo vậy. Dậy đi. Ngồi cho đàng hoàng. Ông chủ, mấy cô đào cho chúng tôi hàng thật giá thật. Ăn hoài không chán. Cô gái Thượng Hải này lên giường là kêu la tiếng Thượng Hải, rất đã tai. Ông nói bậy. Còn nữa, công phu phần dưới của cô ấy là cực phẩm. Mỗi lần hứng lên sẽ y như miệng cá chép, đớp vào nhả ra, rất phê đấy. Chỉ từng này thôi à? Vẫn còn người mới nhưng khó bảo. Không sao, để tôi thử. Vậy đi. Cô giả chết hả? Vậy đi heo mập. Ông làm gì vậy? Thấy được không? Không được. Khó tính quá. Mở cửa làm gì lâu vậy? Đi nặng hả? Tôi chọn cô này. Vậy tốt rồi. Ông chủ lên lầu với tôi trước. Cô ấy sẽ lên cây. Giống y như đi lựa vợ vậy. Lên bên trên an toàn hơn. Không có ai giám sát. Chính là phòng này. Mời quý khách. Địa bàn của lão Gia Sa mà dám đến gây rối. A Giang. Trác đại ca, nếu như anh thực sự có cách cứu được em Mãn ra, tôi hứa không nhận thù lao giúp anh một lần. Suy nghĩ lý tưởng quá. Nếu như trước khi ra tay có thể thu xếp cho tôi được gặp Mãn, vậy thì càng lý tưởng hơn. Sắp xếp cũng chu đáo ha. Còn gì nữa không? Hết rồi. Anh, bạn có biết bạn đang nói chuyện với ai không? Bên ngoài có bao nhiêu người phái người tới tim Sa Chủy muốn làm ăn với Sa Bị Trác này. Còn dám đặt điều kiện với tao. Quen biết thằng giải răng như mày coi như số tao xui, chỉ toàn đem tới phiền phức. Sa Bị, thân thủ của thằng nhóc này giống như Lam Ba. Nó đánh cho người của lão Gia Sa nằm bẹp. Trước khi hành động không được đi lung tung. Đi chung với Kê Tâm. Ngủ trên giường của thằng em đó. Thằng em đó ngủ ở dưới biển rồi. Mày làm gì vậy? Mặt mày ủ dột. Chết mất thằng em, mày cao số đó. Nếu không có thằng em đỡ cho mày, mày đã đi gặp Diêm Dương rồi. Trác đại ca, mày nói chuyện với tao tốt nhất nên động não một chút. Nếu không tao cho mày ăn bạc tay. Tôi nghĩ nên nói rõ trước. Tôi chỉ đồng ý làm giúp anh một lần. Hơn nữa tôi muốn gặp em Mãn. Được đó, được đó. Tao thấy kết thằng nhãi này rồi đó. Rất có nguyên tắc, để tao lo cho. Tin tao đi, kẻ nào tin sẽ được cứu. Hàng ngon đó. Đồng chí này tuyệt đối là hàng xịn. Không có tiền án, không có thân phận. Phát tài rồi cũng không cần chi cho nó. Em nó làm thêm vài lần, sau đó lôi nó lên bên núi xử lý là xong. Vậy không phải lãng phí quá hay sao? Ném xuống biển làm mồi cho cá đi, cho cá đớp lấy, phải đó. Lát nữa mày dùng điện thoại không dây này gọi điện thoại cho người yêu. Không phải nói thu xếp cho chúng tôi gặp nhau sao? Tao có nói mày không được gặp cô ấy đâu. Tóm lại vừa được gặp vừa được nói chuyện. Ý của anh là tôi nói chuyện với điện thoại có hình này. Tôi vừa nói xong cô ấy sẽ xuất hiện ở trên màn hình màu này. Mày cho rằng đây là quả cầu thủy tinh à? Ngốc quá. Mày cứ nói chuyện đi rồi sẽ được gặp cô ấy. Không ngờ mày có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Alo, alo, alo. Alo, cô Thường Mãn phải không? Cô đợi chút. Cô sắp được nói chuyện với người yêu rồi. Em Mãn. Dạ, em là Mãn đây. Anh Giang đây. Anh là anh Giang thật sao? Em là em Mãn thật sao? Em là Mãn đây. Giờ em đang ở đâu? Em đang ở trên xe. Anh ở đâu vậy? Mãn à, anh nhìn thấy em rồi. Anh ở đâu? Em nhìn thấy anh rồi. Em Mãn, em nhìn thấy anh rồi. Em Mãn, em nhìn thấy anh rồi. Em Mãn, anh Giang. Anh Giang, mở cửa sổ ra. Mở cửa. Anh Giang, đừng chạy mà. Anh Giang. Em Mãn, anh Giang. Mau dừng xe lại, thả tôi xuống. Tôi muốn đưa kính râm cho cô ấy. Em Mãn, em Mãn. Em yên tâm, anh nhất định có cách cứu em ra. Anh nói lớn lên, em không nghe gì hết. Anh Giang. Em Mãn. Alo, em Mãn, anh bàn xong rồi. Anh tin rằng sẽ nhanh chóng cứu được em ra. Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Alo. Anh coi nó giỏi hơn tôi luôn. Điện thoại cầm ngược mà còn nói chuyện được. Được rồi, đừng cười người ta nữa. Người ta đang đau lòng. Anh coi khóc rồi kìa. Bây giờ còn chưa tới năm 1997, Hồng Kông vẫn là vùng đất thực dân, do người Anh chúng tôi quản lý. Chúng tôi làm việc, anh không có tư cách hỏi. Không có ai muốn can thiệp vì các anh phá án. Bên Trung Quốc chúng tôi chỉ mời các anh phối hợp, đưa Lý Trường Giang xuất cảnh để chúng tôi bắt giữ anh ta. Đây là chuyện rất hợp tình hợp lý. Nhưng mà, đã 3 tháng nay rồi, các anh không có chút tin tức nào. Tôi ghét anh ta, khốn kiếp. Ông ta nói gì tôi đấy? Nói anh có vẻ ngoài khiến người ta chán ghét, với mấy câu chửi bậy, đại ý không hài lòng ông. Thằng khốn, con mẹ tổ tông nhà nó. Ông ta nói gì vậy? Ông ta nói những lời bẩn thỉu về mẹ và tổ tông của ông. Ông ta bắn tôi, khốn kiếp. Người đại lục, bây giờ tôi sẽ phái cảnh sát Hùng Miêu làm việc cùng ông. Nhưng mà thứ nhất, ông không được tự ý hành động. Thứ hai, ông không được để lộ thân phận của mình, tránh để thị dân thành phố Hồng Kông sợ hãi. Tôi đã được huấn luyện bảo mật rất nghiêm khắc, tuyệt đối không để lộ thân phận của mình. Ông còn nói không để lộ thân phận của mình. Nhìn ông đi, hút thuốc lá hiệu phượng hoàng của đại lục. Ông sợ thị dân Hồng Kông không biết ông là người đại lục sao? Cái này là cái gì? Súng. Ông tuyệt đối không được cầm theo súng. Lập tức giao nó cho chúng tôi. Không, súng lớn của Trung Quốc. Biết chưa hả? Thật là, tôi nghĩ tốt nhất anh nên nói với cấp trên về chuyện ông ta mang theo súng ngắn. Vâng, thưa sếp. Đáng ghét. Mời ông đi bên này. Trong này đều là những mẫu mới nhất của năm. Cái này thế nào? Không tệ. Giám đốc Diệp, cảm ơn. Đứng im. Chuyện gì vậy? Nghe đây, tự trói mình lại hết đi, nếu không tôi bắn chết các vị. Bắn chết các vị. Đồ ngốc. Cảnh sát đây, kêu họ đầu hàng đi. Kê Tâm, Kê Tâm. Kê Tâm. Mau, mở cửa ra đi. Tôi không có chìa khóa. Không có chìa khóa, có mở hay không? Chìa khóa ở bên ngoài. Có đánh chết tôi cũng không mở được. Mở cửa, cứu tôi với. Ai bấm chuông cảnh báo vậy? Tôi không cẩn thận nên đụng trúng. Đi chết đi. Ông chủ, chìa khóa đâu? Tôi không phải ông chủ, tôi là bạn học của em họ ông chủ. Chìa khóa đâu? Chìa khóa trên người ông chủ. Ông chủ ở đâu? Ông chủ ở bên trong kho bảo hiểm. Kê Tâm, cậu sao vậy? Đi thôi, kệ nó, không cứu được đâu. Câm miệng. Kê Tâm, cậu yên tâm. Cậu không đi mau, đi đi. Đi. Đứng im. Cái gì? Tôi nghe không rõ. Nói to lên đi. Đưa băng đạn cho tôi, nếu không tôi đánh chết đó. Nhanh lên, nhanh. Núp đi. Chạy xe nhanh lên. Kê Tâm, không sao chứ? Yên tâm, tôi không sao. Lui ra sao? Đi. Đứng im, không được đuổi theo. Xe đâu? Đi. Không được chạy. Lùi ra sau. Chúng ta lên. Trác đại ca, tôi đã làm xong chuyện. Anh bao giao em Mẫn cho tôi. Giao cái đầu mày á. Gã tay mày đánh bị thương là cảnh sát. Bây giờ cảnh sát toàn thế giới đang tìm mày. Ngày mai sẽ cho mày đổi ổ mới. Vậy em Mẫn phải làm sao? Thân mình cậu lo chưa xong, cậu suy nghĩ dẫn dơ, đồ thần kinh. Tôi đã giúp anh làm 3 vụ rồi. Tiền của tôi đâu? Không giao được hàng, lấy cái rắm gì để chia? Mày hỏi anh ta đi, tên khốn đó. Mỗi lần không xuất được hàng mày đều có lý do. Bỏ đi, tao tìm người khác để tẩu hàng đi. Làm người tốt khó quá đại ca. Giá cả không tốt thì sợ anh mắng, giá cả tốt thì sợ anh lọt hố. An toàn một chút, chia mùa một chút thì tụi mày sẽ chết đói à. Anh Lương, tôi giúp anh bán mạng 3 lần không thu được xu nào. Em trai tôi đã chết rồi, nếu như tôi cũng chết luôn vậy là khỏi chia phải không? Trác đại ca, tôi chỉ hy vọng anh giữ chữ tín, cứu A Mẫn ra. Từ từ đừng gấp, cậu cũng vậy à. Yêu cầu có 2 cầu tôi sẽ đáp ứng mà. Tin tôi đi, kẻ nào tin sẽ được cứu. Cầm trước tuần này xài đi. Đi thôi. Này, tôi lấy được ít hàng. Tổng cộng 5 món. Anh đã cứu tôi. Tôi tặng hết cho anh đấy. Đồ ngốc. Anh bán mạng là vì cái này, còn tôi bán mạng là vì người tôi yêu. Tôi phục anh thật đó. Có tiền thì phụ nữ sẽ tự mình đưa tới cửa. Các quán bar, vũ trường, hàng ngàn hàng vạn cô gái. Cao có, lùn có, mập có, ốm có. Ngực khủng hay tivi màn hình phẳng loại nào mà không có. Không tin à? Hôm nào tôi dẫn anh đi tham quan. Không phải tôi không tin anh. Mấy cô gái hầu rượu đó thích chứ là lừa gạt tiền của người ta. Hơn nữa tiền của anh là dùng mạng để đánh đuổi. Bị người ta lừa tiền lừa tình thì không đáng. Không cần xài tiền. Tôi có cách. Có thể nhìn ngắm toàn bộ mấy cô gái ở đó. Muốn nhìn bao lâu cũng được. Cách gì? Đó là đứng ở trước cửa nhìn bọn họ đi làm tan ca. Được rồi, tôi biết anh rất có nguyên tắc. Tôi cũng không muốn phá hỏng nhân cách của anh. Ở đây có 5 món. Tôi để anh chọn một món, coi như là tặng cho người anh yêu. Được rồi. Hai người các anh nghe đây, núp trên thuyền, dưới cửu lục lục một thời gian không được ra đường. Nếu mà buồn thì xem dâm quá phẩm cấp cao. Long hổ báo. Em Mãn đâu? Anh nói để anh lo mà. Tin tôi đi, kẻ nào tin sẽ được cứu. Thức ăn ngon quá. Em Mãn, anh Giang. Em Mãn, anh Giang. Anh không sao chứ? Anh không sao. Anh ăn đi. Hai người cứ ăn từ từ. Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. Của Lục Lục, ra ngoài một lát. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nào, nhanh lên. Ăn từ từ nha. Anh ăn đi, ngon lắm. Anh có từng ăn bánh bao xá xíu của người nước ngoài chưa? Cái gì bánh bao xá xíu nước ngoài? Đó là ông già Noel. Là bánh hamburger của McDonald. Anh mới nhìn thấy trên TV, chưa ăn bao giờ. Ăn ngon cực kỳ. Nhưng mà 10 đồng một cái, mắc quá. Nếu như để em làm, nhất định là vừa ngon vừa rẻ. Em sẽ cải biến một chút. Lấy một chiếc màn thầu to, chẻ phần giữa ra. Sau đó sẽ băm thịt bò và dưa cải khô cho nhuyễn. Làm nhân thịt bò, còn phải có nước sốt. Ở giữa kẹp 2 miếng khổ qua. Nhất định là sẽ rất là ngon. Em sẽ làm cho anh ăn. Được. Nếu anh đưa em đi chơi, anh sẽ dẫn em đi đâu? Có một thành phố văn hóa rất nổi tiếng. Đại loại là một viện bảo tàng. Nghe nói mấy người đó khi nào rảnh thì sẽ tới đó. Bên trong nhất định vừa rộng vừa nhiều thứ vui chơi. Phải, em có nghe một loại bar có thể ăn. Gọi là bar gì nhỉ? Đó là barbecue. Đúng rồi, vừa chơi vừa ăn được. Bọn họ vào trong đó cắt tóc được. Bên trong viện bảo tàng có thể cắt tóc được. Khu văn hóa đó có phải rất lớn không? Anh đoán khu văn hóa đó nhất định là lớn cỡ viện bảo tàng Cố Cung. Có khi còn lớn hơn. Chúng ta cũng đi cắt tóc, ăn ba. Được. Đây là kính râm model nhất Hồng Kông đó. Không phân biệt nam nữ. Anh đã mua 2 chiếc, mỗi người 1 chiếc. Model quá, cảm ơn anh. Cái này chưa là gì hết, vẫn còn thứ khác. Ngồi xuống đi. Em nhắm mắt lại đi. Em nhìn lén. Mau đeo vào. Không được, em quay đầu qua chỗ khác. Nhanh lên, quay qua đi. Không được nhìn lén. Nào, lấy ra đi. Tặng em đó. Tuyệt quá. Có phải vàng thật không? Anh không biết nữa. Mẹ em nói chỉ cần cắn một cái thì sẽ biết ngay. Là vàng thật này. Có ngon không? Đương nhiên là ngon rồi. Anh lấy đâu ra vậy? Mấy ngày trước anh lượm được ở trên đường. Anh đừng gạt em đó. Em biết anh đã vì em đi cướp cho bọn họ. Sau này anh đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Biết rồi. Em đeo đi. Tuyệt đối đừng để Cửu Lục Lục nhìn thấy, có biết không hả? Đeo kiến râm lên. Ăn chuối không? Để tay phía sau làm gì vậy? Sợ cái gì? Cô ấy giúp tôi không tất được chưa? Làm bộ làm tịch. Người ta đeo kính đen, anh cũng đeo kính đen, còn chưa lột nhãn mắt ra. Đồ già quê. Mùi gì vậy? Nhanh như vậy đã có rồi hả? Anh bắt nạt em. Mùi gì chứ, đồ xấu xa. Coi tụi bay vui vẻ được bao lâu. Hôm qua hắn đến lúc 11 giờ sáng nói tiếng Bắc Kinh. Vừa nhìn là biết nhân viên công an do Đại Lục phái tới. Anh làm gì vậy? Anh còn không thừa nhận. Anh từng kêu hắn tới đây làm việc. Anh ơi, anh đừng như vậy. Tôi không biết anh đang nói gì hết. Anh thu súng lại trước đi. Có phải cái gã cắt tóc đầu đinh, sâu ria đầy mặt, ánh mắt cực hung dữ không? Phải. Tên khốn, truy đuổi tới tận đây. Chuyện gì vậy? Xin hỏi tiệm cơm Hùng Ký ở đâu vậy? Xin lỗi, tôi không hiểu anh nói gì. Kỳ quái, người Hồng Kông đối với người tới từ Đài Loan chúng ta không thân thiện chút nào. Hồng Kông có rất nhiều đảng Cộng sản. Được rồi, uống đi. Không cần dọn, vào trong đi. Xin lỗi. Lúc trước tôi đã nói rõ với các anh, tôi chỉ làm một lần. Mọi người cũng phải giữ chữ tín. Nào, tôi cảm ơn hai anh đã giúp tôi cứu A Mãn. Thằng nhãi này, mày thực sự cho rằng mày là quân nhân dễ dàng à? Tao biết tổng mày từ lâu rồi. Mày phạm tội ăn cướp, súng pháp trường không giết chết được mày. Mày phải hiểu rõ, giờ mày đang ở địa bàn của tao. Làm gì có chuyện muốn đến là đến, muốn đi là đi. Nếu mày không nghe lời tao, tao sẽ thay mặt đảng và nhân dân lập tức xử tử mày. A Giang, tôi đứng ở lập trường người thứ ba để phân tích cho cậu hiểu. Cậu nghĩ đi, bây giờ cậu không về được, cũng không có thẻ căn cước, không thể ở đây dài hạn được, đúng không? Chỉ bằng giúp anh Trác làm thêm một năm. Tới lúc đó, đời cậu có tiền rồi, chúng ta sẽ giúp cậu vượt biên tới Panama. Ở đó không có điều lệ dẫn độ với Hồng Kông và Đại Lục. Sau khi di dân, cậu và người yêu cậu có thể chung sống hạnh phúc, tự do tự tại, có phải không? Anh Giang! Em Mãn! Cứu mạng! ra thì giết tôi đi. Mày còn không nghe lời, tao sẽ giết người yêu của mày. Được, tôi đồng ý với anh. Tôi làm cho anh 1 năm. A Giang, đây là tư liệu về Panama. Cậu cầm đi, xem cho kỹ. Có màu đó. Đẹp không? Mãn, thẻ căn cước của cô. Qua đây. Anh Lương, có cần thẻ căn cước không? Đương nhiên là cần, thẻ căn cước, cần chứ. Của cậu. Giống không? Rất giống đó. Thế nào? Bánh đặc sắc dân tộc Italia của châu Âu, em có học được cách làm không? Để em nếm thử. Rất đơn giản. Làm như thế nào? Chỉ giống như bánh nướng ở dưới quê. Thêm chút lạp xưởng, tiêu xanh, ở bên trên quết một lớp sốt đặc, bỏ vào trong lò nướng. Rất đơn giản. Đơn giản vậy thôi sao? Hôm nào làm anh ăn thử. Món này ngon quá. Em làm cả ngày đó. Cấm anh chơi dở không ngon. Pizza ngon hơn hay là McDonald ngon hơn? Anh thấy loại nào cũng đặc sắc. Nói rất đúng, loại nào cũng đặc sắc. Ngoài tiệm làm ngon hay là em làm ngon hơn? Mấy tiệm đó làm hợp với khẩu vị người nước ngoài. Chúng ta sẽ thay đổi một chút cho hợp khẩu vị người Trung Quốc. Phải, thay đổi sẽ thành công. Anh nhìn màu vàng vàng này, hợp cho người da vàng chúng ta ăn. Tuyệt đối chính xác. Của Lục Lục có ngon không? Nếu Phương ăn được thì món này ngon. Anh nhục mạ đồ A Mãn nấu không ngon. Đó là nhục mạ tổ tông của tôi. Tôi cho anh một cơ hội. Nếm cho kỹ mùi vị rồi nói. Đúng mà, ăn đi. Ăn mau rồi nói có ngon không. Nói mau. Ngon, ngon mà. Còn phải nói với tôi, nói với A Mãn. Mau nói với cô ấy, nói mau lên. Nói, ngon hơn Phân được chưa? Đúng đó. Ăn đi. Mau vào trong, xem thử. Xem cái gì? Cảnh sát. Đi. Mày tưởng mày chạy tới Hồng Kông là xong hả? Hồng Kông cũng là lãnh thổ của Trung Quốc, mày có biết không? Anh đừng lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ đến Panama. Nếu như đi không được, anh đi đâu em cũng sẽ đi theo anh. Anh chết, em cũng chết với anh. Taxi, 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 taxi. Dừng xe. Tránh ra bà già chết tiệt, tránh ra. Đánh bây giờ. Có chuyện gì vậy cảnh sát? Bỏ tay ra. Tôi cảnh cáo anh, tôi đang tìm một người. Anh nhất định phải nói cho tôi biết. Nếu như anh không chịu nói tôi sẽ bắn chết anh. Về đồn cảnh sát rồi nói sao đi. Làm gì vậy? Có nhận ra người này không? Anh không có quyền chụp hình tôi. Ngồi xuống đi. Không tự nhiên chụp hình hắn làm gì? Chúng ta đều là bạn bè tốt. Tôi chụp tấm hình của anh ấy làm kỷ niệm. Sếp, tổ trưởng tìm ông. Được, tôi ra ngoài một lát. Anh đi cùng tôi. Tránh cho anh gây chuyện ở đây. Nhìn rõ đi, anh và Chu Liên kia câu kết cho những phần tử xấu ở Quảng Châu buôn lậu quốc bảo ra nước ngoài. Đây là những gì tôi lén chụp được ở hiện trường lúc đó. Nếu như tôi báo lên cấp trên, Chu Liên chết chắc rồi. Nếu như ông dám dẫm chân lên đại lục một bước, đảm bảo tôi sẽ lập tức giết chết anh. Nhưng đây là chuyện của hải quan. Chỉ cần anh chịu hợp tác giúp tôi tìm được Trường Giang, tôi có thể bỏ qua. Anh là ai, từ đâu tới, mấy chuyện này anh đừng quan tâm. Nói tóm lại tôi là người có lai lịch. Sao vậy, anh không sao chứ? Không sao thì anh cười lên một cái nào. Phải cười lên. Răng cửa của anh đâu? Sao vậy? Anh không sao thật chứ? Anh mới có sao. Cảnh sát Hồng Kông toàn đồ ăn hại. Lên xe. Chạy đi. Anh nên làm chút chuyện cho bản thân. Làm cái gì? Giết một người. Tôi cho anh hay. Tôi có thể đi cướp cho anh, nhưng tuyệt đối không giết người cho anh, biết không? Nhóc con, chết đến nơi còn lắm chuyện. Hôm trước chú họ đại lục kia đã bắt được A Lương. Thiếu chút được đánh chết cậu ta, đánh trụng hết răng. Bởi vì muốn ép cậu ta khai mày ra. Nhưng lão Lương rất trọng nghĩa khí, bị người ta đánh gần chết, cũng không chịu bán đứng mày. Bây giờ lão Lương đã lừa ông chú đó ra ngoài, nói là có tin tức của mày. Tao nghĩ chắc mày thừa biết ông chú họ đó là ai. Hắn nói với tôi, cấp trên ngầm ra lệnh có thể xử tử cậu tại chỗ. Nếu như cậu muốn đi Panama thì phải lựa chọn đường lui. Bây giờ mày biết rồi đó, ai mới là bạn bè thực sự của mày. Bọn tao rất trọng nghĩa khí, bắn xong chạy thẳng ra ngoài. Tao cho xe dừng ở trước cửa, đợi mày. Hướng Dương, tôi đã giết cha ông hay sao? Hay tôi cướp vợ của ông? Tôi với ông không có quyết hải thâm thù, sao cứ ép buộc tôi như vậy? Ở đại lục ông bắt tôi không trách ông. Ông ép tôi nhận tội, tôi cũng nhận rồi. Tôi chỉ còn thừa lại nửa cái mạng để tới Hồng Kông. Ông vẫn muốn ép tôi. Ông muốn làm gì? Ông có làm hay không mỗi tháng nhưng nhận lương đều. Ông dựa vào cái gì? Số của ông dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà làm vậy? Tao chỉ làm việc chức trách. Trung Quốc bây giờ cần nhất là xây dựng pháp chế. Anh là tội phạm vượt ngục trước giờ hành hình. Tôi nhất định phải bắt anh về. Tôi đã nói với ông mấy trăm lần rồi, tôi vô tội mà. Ông đến chết cũng không tin. Mở miệng ra là nói pháp chế. Ông có biết pháp chế mà ông nói đã hàm oan bao nhiêu người vô tội? Tòa án phán anh có tội, tôi phải bắt anh về trị tội. Được, nếu ông đến chết cũng không biết hối cải. Bây giờ tôi sẽ giết ông. Nếu tôi không giết ông, sau này ông sẽ giống như ma quỷ đi theo tôi. Nhất định rồi. Tôi cho ông biết, lần sau còn để tôi nhìn thấy ông. Nếu còn nhìn thấy, tôi nhất định sẽ giết ông. Bọn tao vì nghĩa khí nên không bắn đứng mày, mới triệt để lôi tên chú họ đó ra cho mày đối phó. Nếu mày còn ngốc nghếch không giết hắn, vậy bây giờ chúng ta không thoát thân được rồi. Đồ ngu. Xin lỗi, bọn họ quá đông, tôi không thể bảo vệ được người yêu của anh. Anh đã làm gì A Mãn? Mày không nghe lời nên tao đem cô ta về bán đi làm gà rồi. Sao hả? Đi chết đi. Hàng bán được rồi, có muốn chia tiền không? Thằng khốn, mày dám đánh tao? Đồ xấu xa, đồ khốn, mày còn nói nữa tao bắn chết mày, trù cho đầu ông lở loét dưới chân mưng mũ từ đầu tới chân. Ông là con gà chết nhát khốn kiếp, hôi thối toàn thân. Mày có gan đó, anh hùng hảo hán. Nào lên đây. Vì một đứa con gái mà không cần tính mạng. Cất súng vào đi. Dịch bệnh rồi, bệnh si tình. Thực ra anh Trác hy vọng cậu có thể chuyên tâm phấn đấu cho sự nghiệp, nên tạm thời đem giấu cô gái đó đi, sẽ không đem bán đâu mà. Bây giờ tôi gọi cuộc điện thoại cho hai người trò chuyện. A Mãn, nói gì với người yêu mày đi. Alo, em Mãn à? Em không sao chứ? Em không sao? Anh không sao chứ? Em không sao, anh yên tâm đi. Em phải dũng cảm lên. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua khó khăn để giành lại được thắng lợi cuối cùng. Phải có lòng tin. Chúng ta sẽ đi Panama, sẽ đi thành phố văn hóa, đi ăn papa que. Em yêu, anh yêu em. Alo, alo, đừng ồn ào nữa. Em yêu, em yêu, anh yêu em. Tôi nổi hết cả da gà lên rồi này. Kê Tâm, có thưởng có phạt, làm cho tốt sẽ được chia tiền. Ít quá vậy, tích tiểu thành đại. Đi thôi, đi thôi, đừng lằng nhằng. Đi thôi. Thằng nhóc này thông minh thật đó. Không phải anh nói ai chứng minh công trường biết đường dây sao? Anh qua đó đặt cọc tiền đi. Tuy tôi rất cần tiền, nhưng tôi sẽ không tính toán với anh. Cầm đi. Tôi biết cô thích ăn nên mua cho cô đó. Vừa tròn vừa to, nhiều nhiều nước, ăn gì bổ nấy. Người yêu cô vì cô mà đi ăn cướp, vì cô mà giết người, vì cô mà làm nhiều như vậy. Cô có thể làm được gì cho hắn? Tôi có thể chết vì anh ấy, nhưng mà tôi tuyệt đối không vì anh ấy mà lên giường cùng người đàn ông khác. Nếu cô không nghe lời tôi sẽ không giúp hắn. Hắn chết chắc rồi. Tôi biết anh ấy thà chịu chết cũng không cho người nào khác đụng vào tôi. Tôi sẽ làm theo suy nghĩ của anh ấy. Cô vĩ đại thật đó. Cái gì? Cô ấy bị thương rồi à? Địa chỉ bệnh viện đâu? Cảm ơn. Có chuyện gì? Hồng Kông còn có bệnh viện dưới lòng đất sao? Có, cô bác sĩ không có bằng cấp, chuyên phục vụ cho những di dân phi pháp như chúng ta. Thiết bị bên trong hình như cũng giống bệnh viện lớn, còn có cả phòng phẫu thuật. Đến khám bệnh là tìm anh Chấn. Vào trong đi. Sao vậy hả? A Chấn, sao xui xẻ quá? Không có gì, đỡ nhiều rồi. Khi tôi bị thanh thép đè lên, tôi còn tự gãy chân rồi chứ. Muốn vượt biên lậu thì phải đi thuyền cá ra biển quốc tế. Ra biển quốc tế rồi còn phải đợi. Nhanh thì 5-6 ngày, chậm thì hơn 1 tuần. Sẽ có thuyền bên Panama tới đón. Đến lúc đó đổi thuyền. Nếu như các anh thực sự muốn đi thì thông báo trước với tôi, nhưng mà nhất định phải giao đủ 5.000 đồng. Nếu như không đủ thì không được rời thuyền. Người yêu của cô gặp rắc rối to rồi. Còn vì cô mà đi cướp, đi giết người. Cô có từng nghĩ sẽ làm gì cho hắn không? Tôi muốn gọi điện thoại. A Mãn, giờ em đang ở đâu? Em không biết mình đang ở đâu nữa. Em nghe kỹ nha. Ngày mốt anh sẽ giúp Sa bị Trác làm một phi vụ lớn. Sau khi làm xong, anh sẽ cùng Kê Tâm đối phó Sa bị Trác, sau đó nghĩ cách cứu em. Đến lúc đó chúng ta gặp lại nhau. Sau đó lập tức lên thuyền đi Panama. Chúng ta sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Em nhất định phải có lòng tin. Em rất tin tưởng anh. Em nhất định sẽ đợi anh. Ở đây nói chuyện không tiện. Em không nói nữa đâu. Alo, A Mãn. Alo. Chuyện này đột nhiên đẩy lên ngày mốt làm sao đây? Trong sách có hướng dẫn chúng ta, trong chiến thuật phải chú ý kẻ địch, phải dự đoán được bọn họ sẽ ra chiêu gì. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Đúng rồi, anh không đi cùng chúng tôi thật sao? Tôi muốn trở về quê thăm mẹ tôi. A Giang, Lỡ như ngày sau tôi xảy ra chuyện. Anh đến Panama rồi, giúp tôi viết thư cho mẹ tôi, gửi cho bà ấy ít tiền. Cho đến hôm nay tôi còn chưa dám nói với bà là em tôi đã chết. Anh yên tâm đi. Nhưng nếu người xảy ra chuyện là tôi nhờ anh giúp tôi đưa A Mãn trở về quê, được không? Tiền của anh, cầm lấy đi. Vừa họp xong, gã tây kêu tôi dẫn anh về. Làm gì? Cấp trên đã họp và quyết định kêu anh lập tức rời khỏi Hồng Kông. Anh có biết chuyện anh nổ súng gây ảnh hưởng rất lớn không? Anh Miêu, tôi đến đây là đã được Bộ Công an, Viện Quốc vụ, Tiểu đội liên lạc Trung Anh, Bộ Công vụ Hồng Kông, Macau phê chuẩn. Anh kêu gã tây tới ba mặt một lời. Trước mặt tôi viết công văn yêu cầu tôi trở về thì tôi mới về, nếu không dù là thống đốc cũng vô dụng. Xin lỗi nha. Đến lúc đó kêu cửu lục lục cho bọn họ hai băng đạn rỗng, tuyệt đối đừng nhầm lẫn. Đến lúc đó thằng nhãi nổ súng, vận khí không tốt nên chết rồi. Sau đó giao thi thể cho chú họ hết việc để làm, sẽ tự động rời khỏi Hồng Kông. Còn cô gái kia tính sao? Tao đã thu xếp xong rồi, kêu Lão Gia Sa bán nó đi Indo. Anh sinh con coi chừng không có hậu môn đấy, anh xảo quyệt quá mà. Mở cửa. Chạy xe đi. Cẩn thận, có xe. Từ từ, coi sao đã. Cậu với A Giang đi lấy tiền. Đi đi, tôi bọc lót cho. Đừng qua đó. Mau qua đây đi. Qua đây. Mau qua đây đi. Qua đây. Tên khốn, mọi người lên xe. Bỏ súng xuống, dẫn tôi đi gặp A Mãn. Không có đạn. Lập tức dẫn tôi đi gặp A Mãn, nếu không tôi bắn cho lủng ốc. Đi. Xuống xe ra đây. Xe là xe số sàn phải không? Phải, xe số sàn, xe số sàn. Không phải xe số sàn. Vậy chiếc xe kia. Xe kia, nói, tên khốn. Xuống xe. Có chuyện gì? Anh muốn làm gì? A Lương, anh Trác gọi. Alo, A Lương, tiêu rồi, hỏng hết rồi. Cái gì? Lên xe. Mau lên xe. Alo, alo, A Tiêu, có nghe thấy không? A Tiêu. Alo. Đồ khốn. Nói cái gì vậy? A Tiêu, có nghe thấy không? Nói gì vậy? Xuống xe, nhanh lên. Bên trên. A Tiêu, mở cửa. Mở cửa, A Tiêu. A Tiêu, mở cửa đi. Ai đó? Tôi là nhân viên công an, không phải, tôi là cảnh sát. Mượn cửa sổ của bà dùng một lát. Lên từ cửa sau. Nhanh. Nhanh lên. Leo lên đi. Nhanh lên. Đi, đi. Tôi là Cửu Lục Lục A Tiêu. Anh không được làm bừa, không được nổ súng. Đừng nổ súng. Mấy thằng khốn này đã nói đừng nổ súng bừa bãi. Muốn giết tao hả? Em Mãn, bỏ súng xuống, đưa hết tiền đây. Tao đếm đến 3, không đếm tiền qua tao sẽ bắn nó. Mày dám giết cô ấy, tao sẽ đốt sạch tiền. Lên. Tụi mày điên rồi sao? Đốt pháo à? Trần Bán Sơn đang coi bói. Các dì nhỏ tiếng một chút được không? Mụ mập, bớt nói vào trong đi, ồn ào quá. Quỳ xuống. Alo, Sa Bì, mau ra ngoài cửa sổ, bọn họ muốn bỏ trốn. Đi theo tao. Sa Bì, ép bọn họ lên cầu thang, trên dưới giáp công, tấn công toàn diện. Đáng ghét. Cẩn thận. từ phía sau. Sàn không phải xuống xe nhanh đi. Dừng xe. Sếp Bill, tôi là Hướng Dương. Bây giờ tôi phải đến bến phà Đinh Cửu ở Thiên Loan. Tôi điều tra được Trường Giang đang chuẩn bị bỏ trốn từ nơi đó. Sếp Miêu, đương nhiên là tin thật rồi. Anh đừng tỏ ra quan liêu trước mặt tôi. Nếu không sau này tới năm 1997, tôi sẽ không cho anh sống yên ổn đâu. Được rồi, không có gì. Đồng chí, nhanh chút đi. Tôi nổi tiếng là lái xe chậm đó. Anh cũng ghê gớm ha. Lấy 1997 ra hù người ta. Có gì hay chứ. 1997. Khốn kiếp. Đồ khốn. Anh dám bắn tôi. Nhanh lên. Được. Chạy nhanh đây. Kê Tâm, anh ráng chịu đựng. Sắp tới nơi rồi. Chúng ta sắp tới bến phà rồi. Không sao đâu, yên tâm. Anh phải phấn đấu. Có lòng tin thì sẽ không sao hết. Không sao đâu. Kê Tâm. Kê Tâm à. Anh không được chết. Mẹ anh còn đang đợi anh. Anh phải kiên cường đến cùng. Không được chết. Anh còn phải về nhà. Kê Tâm, anh phải cùng tôi đi Panama. Kê Tâm. Kê Tâm à. Kê Tâm. Dương Thuyên. Dương Thuyên. Dương Thuyên. Cẩn thận cái thai. Con biết rồi ba. cô ấy mất nhiều máu quá. Đừng nói là đi Panama, tôi thấy cô ấy đi tới vùng biển quốc tế là mất mạng. Phía trước có nơi nào để ghé vào bờ không? Thăm tỉnh, 20 phút nữa là tới rồi. Nhưng mà nếu vào bờ rồi đi bệnh viện sẽ phải đi xe mất 3 tiếng đồng hồ. Tôi thấy cô ấy không chịu được đâu. Anh nhất định phải đi Panama. Tuyệt đối không thể để bọn họ bắt giết anh. Tôi trở về đây là vì A Mãn. Muốn sống thì cùng sống, nếu chết thì cùng chết. Tôi rất khâm phục tinh thần hy sinh của anh. Nhưng mà tôi đang làm nhiệm vụ, không thể nào không bắt anh. Lẽ nào ông đã quên? Lần trước chính tôi đã tha cho ông. Tôi nhớ. Nhưng tôi là người đang thi hành công vụ. Công vụ cái gì? Tôi nói với ông lần cuối, tôi thực sự vô tội. Lần trước tôi không giết ông là muốn chứng minh nhân cách của tôi. Ông là kẻ cứng đầu đến chết cũng không chịu hối cải. Tôi nói rồi, ông còn bám lấy tôi sẽ một phát bắn chết ông. Nhanh, nhanh lên. Hướng Dương, Hướng Dương, anh không sao chứ? Có bị sao không? Tôi vẫn chưa chết. Vậy người đâu? Các anh tới muộn rồi. Cảnh sát, lập tức gọi cảnh sát đường thủy. Dân thư xếp. Phủ kiếp. Ở bên này. Đội trưởng ở trong này. Tìm thấy rồi. Đội trưởng, các anh đến đúng lúc lắm. Vợ tôi sắp sinh rồi, thì các anh đưa cô ấy đi bệnh viện. Bác sĩ, phẫu thuật thế nào rồi? Cô ấy cao số, đã cứu sống được rồi. Em Mãn. Em Mãn à? Anh Giang, em sao rồi? Em không sao, anh đừng lo. Thưa anh, có người tìm anh. Anh, mọi người đừng ngầm hiểu mà. Cầm lấy cho vợ anh bồi bổ. Đợi sau khi Trung Quốc kiện toàn pháp chế, Tôi nhất định trở về.